Xin chào các bạn. Video này dân sẽ giới thiệu về hệ thống ngắt ở trên Bitmain CS 877A. Thì chúng ta sẽ học trực tiếp từ cái tài liệu là dataset của Bitmain CS 877XA. Tại vì tài liệu tiếng Việt dân soạn chưa có kịp. Thì các bạn download cái dataset của con Bit này về và các bạn mở đến trang 155. Nó sẽ có cái phần nói về interrupt, nói về ngắt. Thì Bit 16 F87BA của chúng ta nó có tổng cộng là 15 nguồn ngắt. Và có một cái thanh ghi là thanh ghi incon để nó điều khiển các cái ngắt. Thanh ghi incon này nó sẽ chứa các cái cơ báo ngắt. Và đồng thời nó sẽ chứa các cái bit cho phép ngắt. Và một cái bit gọi là bit cho phép ngắt toàn cục. Bit cho phép ngắt toàn cục này tên của nó là GIE. Thì bit cho phép ngắt toàn cục này nó là bit thứ 7 của cái thanh ghi incon, bit cao nhất. Bit GIE này nó cho phép hoặc là cấm tất cả các ngắt. Nếu bạn muốn cho phép một cái ngắt nào đó thì bạn phải set cái bit cho phép ngắt đó lên mức 1. Đồng thời bạn phải set cái bit GIE này lên mức 1 nữa thì ngắt nó mới xảy ra. Khi mà có ngắt nó mới xảy ra. Còn nếu bạn cho cái bit GIE này bằng 0 thì bạn nó sẽ cấm tất cả các ngắt, không có ngắt nào xảy ra cả. Thì cái bit GIE này khi mà chương trình của chúng ta bắt đầu chạy, tức là khi con quy điều khiển của chúng ta reset, cái bit GIE này mặc định là nó bằng 0, mặc định là nó bằng 0. Rồi khi có một cái ngắt xảy ra thì cái bit GIE này nó sẽ tự động được xóa đi. Nó sẽ tự động được xóa đi bằng phần cứng các bạn. Trong phần mềm các bạn không xóa cái bit GIE này. Và cái địa chỉ của cái lệnh mà vi điều khiển của chúng ta đang thực hiện ở cái chương trình chính đó, nó sẽ được lưu vào bộ nhớ ngăn xếp. Sau đó nó sẽ load cái địa chỉ của cái vector ngắt là 0004H. Tức là chương trình của chúng ta nó sẽ tự động nhảy tới cái địa chỉ 0004H và nó thực hiện các cái lệnh đặt ở đó. Và khác với lại vi điều khiển 8051 và phần lớn các dòng vi điều khiển khác thì vi điều khiển bit 16F877A của chúng ta nó chỉ có duy nhất một địa chỉ ngắt, duy nhất một địa chỉ ngắt cho tất cả các ngắt. Do đó trong cái chương trình phục vụ ngắt các bạn phải kiểm tra xem cái ngắt nào đã xảy ra bằng cách xét cái cơ báo ngắt tương ứng. Ví dụ nếu mà các bạn xử lý cho cái ngắt ngòi chẳng hạn, ngắt ngòi thì các bạn sẽ kiểm tra xem cái cơ báo của cái ngắt ngòi đó nó có phải đang bằng 1 hay không. Nếu mà nó bằng 1 thì dĩ nhiên là ngắt ngòi xảy ra, cái ngắt đó là do ngắt ngòi xảy ra. Còn nếu cái cơ của cái ngắt ngòi đó không bằng 1 mà nó bằng 0 thì ngắt đó không phải là do ngắt ngòi mà nó do một cái nguồn ngắt khác. Một cái nguồn ngắt khác và các bạn xét lần lượt các cái cơ báo ngắt. Đó là điểm khác biệt của cái dòng bit 16. Nó chỉ có duy nhất một vector ngắt, chỉ có duy nhất một vector ngắt. Rồi. Cái cơ báo ngắt của cái ngắt, sau khi xử lý ngắt xong thì các bạn phải xóa cái cơ đó đi bằng phần mềm. Trong code của các bạn, trong chương trình của các bạn, các bạn phải xóa cái cơ báo ngắt đi. Phải xóa cái cơ báo ngắt đi. Còn khi chương trình của chúng ta mà nó từ cái chương trình phục vụ ngắt mà trở về chương trình chính đó, thì đồng thời nó sẽ tự động nó xóa luôn cái nó sẽ tự động set cái bit GIE này lên mức 1 để nó cho phép ngắt toàn cục lại. Tóm lại các bạn sẽ làm như sau ha. Đầu tiên là các bạn phải cho phép cái ngắt tương ứng. Ví dụ các bạn muốn xử lý ngắt ngòi thì các bạn phải cho phép cái ngắt ngòi. Sau đó các bạn sẽ cho phép cái ngắt toàn cục. Cho phép cái ngắt toàn cục. Và khi có ngắt xảy ra thì trong trong cái chương trình xử lý ngắt đó thì các bạn phải xét cái cơ báo ngắt để xem ngắt ngòi có xảy ra không. Chúng ta đang muốn xử lý ngắt ngòi mà, thì chúng ta sẽ xét cái cơ báo ngắt của cái ngắt ngòi có phải nó đang bằng 1 hay không. Nếu nó bằng 1 thì dĩ nhiên là ngắt của chúng ta là do ngắt ngòi.
Thì sau khi xử lý ngắt ngòi xong, các bạn phải làm một cái việc, đó là các bạn xóa đi cái cơ báo ngắt ngòi, xóa đi cái cơ báo ngắt tương ứng. Các bạn phải xóa bằng phần mềm. Còn bit của chúng ta nó không tự động xóa cơ báo ngắt. Rồi các bạn chỉ cần xóa cái cơ báo ngắt thôi. Còn sau đó, sau khi trở về, trước khi trở về chương trình chính đó, thì cái bit GIE này là cái bit cho phép ngắt toàn cục, nó sẽ được set lên mức 1 lại. Và cái việc set cái bit GIE này lên mức 1 đó là nó tự động bằng phần cứng. Còn bit tự động nó làm việc này, cho nên chúng ta không cần phải set cái bit GIE này lên mức 1 lại bằng phần mềm, mà nó được làm tự động. Thì việc set cái bit GIE này lên mức 1 mục đích là nó để cho phép ngắt toàn cục lại, để lần sau lỡ mà có ngắt xảy ra thì nó mới nhảy vào chương trình phục vụ ngắt tiếp, đúng không? Đó. Thì đó là sơ lược về ngắt của dòng bit 16, nó đúng cho cả dòng bit 16 luôn, chứ không riêng gì cho dòng bit 16877A. Thì khi một cái ngắt xảy ra thì nó có thể là xảy ra hiện tượng là trễ. Khi ngắt xảy ra thì nó không nhảy đến trên phục vụ ngắt ngay, mà nó sẽ bị trễ khoảng một vài chu kỳ lên đó. Nó sẽ bị trễ khoảng một vài chu kỳ lên. Và thông thường cái trễ này, việc trễ này nó cũng không quan trọng lắm. Thì các bạn xem đây là sơ đồ logic của cái hệ thống ngắt trên bit 16877A. Thì các bạn thấy ở đây muốn ngắt xảy ra thì ở đây phải lên mức 1, đúng không? Phải lên mức 1. Ở đây muốn lên mức 1 thì cái bit GIE này bắt buộc nó phải bằng 1. Nếu cái bit GIE này bằng 0, tức là chúng ta cấm ngắt toàn cục, thì cái cổng logic E này nè, nó không thể nào cho ra kết quả là 1 được. Như vậy bit GIE này là để chúng ta cho phép hoặc là cấm ngắt toàn cục. Còn ở đây là cái ngắt thôi, cái ngắt, cái cơ báo ngắt, ví dụ như là ngắt timer 0 và cái bit cho phép ngắt timer 0 thì phải cả hai bit này đồng thời bằng 1 thì nó mới xảy ra ngắt của timer 0. Còn cái bit cho phép ngắt của timer 0 này mà bằng 0 thì nó không thể nào xảy ra ngắt của timer 0 được, mặc dù cái cơ báo ngắt có thể nó lên mức 1, nhưng mà nếu cái bit cho phép ngắt nó bằng 0 thì không thể nào xảy ra ngắt của timer 0 được. Tương tự như vậy. Và cái ngắt nó có khả năng là đánh thức cái lõi CPU của chúng ta. Nó có khả năng đánh thức CPU khi mà CPU đang ở hoạt động ở trong cái chế độ là sleep. Thì khi có một ngắt xảy ra, nó có khả năng đánh thức CPU dậy và nó hoạt động lại bình thường. Thì thông thường người ta đưa CPU hoạt động ở chế độ ngủ, chế độ sleep, để tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguồn pin. Và khi có một ngắt xảy ra thì nó sẽ đánh thức CPU, đánh thức vi điều khiển của chúng ta dậy để thực hiện tiếp các cái lệnh tiếp theo. Đó là một cách lập trình để tiết kiệm nguồn thôi. Thì ngắt nó chia ra làm hai loại nha. Ba cái ngắt này nè, ngắt timer 0 nè và ngắt ngòi và cái ngắt RB. Ngắt RB này có nghĩa là ngắt khi mà bọc B nó thay đổi giá trị, cái này chúng ta sẽ xét sau. Ba cái ngắt này, ba cái loại ngắt này người ta xếp vào cái loại ngắt là ngắt nội, ngắt nội, gọi là ngắt nội đi. Còn cái ngắt còn lại thì nó sẽ là ngắt ngắt ngoại vi, gọi là ngắt ngoại vi. Thì ví dụ như là ngắt timer 1 rồi ngắt của bộ capture com B2 chẳng hạn, thì nó đều là cái ngắt ngoại vi. Thì cái ngắt ngoại vi này nó còn bị điều khiển bởi một cái bit là BEIE nữa. Bit này là bit cho phép ngắt ngoại vi. Bit này phải lên mức 1. Chúng ta phải đặt nó lên mức 1 bằng lệnh, bằng phần mềm. Thì cái bit ngoại vi, cái ngắt ngoại vi nó mới được phép, nó mới được phép. Thì chúng ta có thêm một cái bit BEIE để điều khiển cái ngắt này.
Còn cái ngắt nội ở phía trong này thì nó không bị điều khiển bởi cái bit BIE, mà nó chỉ bị điều khiển bởi cái bit là GIE thôi, để cho phép hoặc là cấm. Hay nói một cách khác là cái ngắt ở đây nó chịu hai tầng lớp áp bức. Tầng lớp thứ nhất nó giống như là tầng lớp nô là nó bị hai thằng ở phía trên này đàn áp này, là BIE và GIE. Còn cái ngắt nội ở phía trong này thì chỉ có một cái thằng là GIE nó đang áp được thôi, nó cấm luôn, không cho ngắt. Đó. Thì đó là sơ lược về hệ thống xử lý ngắt của dòng bit 16. Okay. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.